Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Lại có người cả đời trăm công nghìn việc không như ý, luôn luôn thất bại, khốn cùng. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 11 âm lịch sắp tới. Xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam. Quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, thuộc hành mộc khắc hành thổ, tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thần thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hạnh mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 2 tháng 11, tức ngày 16 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Quý Tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 11, tức ngày 28 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Ất Tỵ. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 11 năm 2020, tức ngày 9 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Đinh Tỵ. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là hãy nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vùng tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 23 tháng 11 năm 2020, tức ngày 6 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 11 tháng 11, tức ngày 25 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại
hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tử quan tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 dự đoán mọi phương diện sẽ rất khởi sắc. Những nỗ lực của bạn đều sẽ được đền đáp. Mậu Dương Thổ gặp Hợi Âm Thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cấn trừ những thị phi từ miệng mà ra. Khi làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Những gia chủ tuổi Tân Hợi vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Và đặc biệt, bước sang tháng 11 âm lịch, bản mệnh vượng vận quý nhân, hành sự dễ thành, đạt được kết quả như mong đợi, tử vi dự báo rằng bạn sẽ đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trong tháng này, các gia chủ Tân Hợi sẽ cần chú ý ngày âm lịch 14 tháng 11, tức ngày 28 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Ất Tỵ. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành trình cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Tân Hợi. Trong tháng 11 âm lịch, công việc của các gia chủ tuổi Tân Hợi thuận buồm xuôi gió, gặt hái được những thành công đáng kể. Sự nỗ lực của bạn được cấp trên ghi nhận, bạn sẽ được khen thưởng về mặt tài chính, cũng như được xét thăng chức. Bạn không thấy quá bất ngờ về kết quả này vì đó là sự nỗ lực, cố gắng của bạn trong suốt thời gian dài. Sự may mắn trong sự nghiệp gắn liền với các mối quan hệ. Chính sự cởi mở, vui vẻ, nhiệt tình của bạn đã kết nối đến với những quý nhân của mình. Gia chủ sẽ gặp được người tiền nhiệm, ủng hộ, hãy tận tâm và thực tế. Bạn sẽ đạt được những kết quả như bản thân mong muốn. Ngoài ra, người bạn đời đóng vai trò không thể thiếu cho sự thành công của sự nghiệp. Hãy trân trọng. Đối với những người làm ăn kinh doanh, tháng này doanh số và lời lãi thu được sẽ rất cao. Không vì thế mà bạn quá tự cao, tự đại, khoe khoang thành tích dẫn đến sự đố kỵ ghen ghét từ người khác. Có thể đó là tiểu nhân rình rập để phá bạn mà thôi. Bạn vốn là một người tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, dù không cũng không mong chờ được giúp đỡ. Đặc biệt hơn nữa, đó là những gia chủ Tân Hợi nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ, thành công. Đây là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Tân Hợi. Tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Tân Hợi trong tháng này. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc. Tại bạn tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ ghi nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã có người khác vay tiền mà không hạch toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Tốt nhất nên có một khoản dự trữ cho tương lai. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mà mình phụ trách, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Để kết quả sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình duyên của tuổi Tân Hợi.
Sự may mắn từ công việc sẽ góp phần làm nên sự tuyệt vời trong tình yêu và hôn nhân. Đối với những người đã kết hôn, bạn đời sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc và gia tăng tài lộc. Họ xứng đáng được nhận tình yêu và sự chăm sóc từ bạn. Hãy để tâm và chống lại sự cám dỗ từ bên ngoài. Nếu không, có thể gặp phải những rắc rối với kết quả bạn không hề mong muốn. Người độc thân rất có thể tìm được ý chung nhân trong thời gian này. Bạn có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, có thể bạn còn ngần ngại và đánh mất đi tình yêu đích thực của mình. Bạn nên đối xử với đối phương bằng trái tim chân thành khi đã xác định bắt đầu mối quan hệ với họ. Đừng để sự vô tâm, sự bận rộn trong công việc biến thành một con người khác. Ngoài ra, tuổi Tân Hợi cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận, gỗ huyết long, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là cực phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc của gia chủ. Sức khỏe của tuổi Tân Hợi. Đối với gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi bạn không còn trẻ đã khiến bản thân mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ những công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe, chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Quý gia chủ tuổi Tân Hợi nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Tân Hợi trong tháng 11 âm lịch năm 2020. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Tân Hợi cần chú ý đến độ tuổi này, thứ gia chủ cần ưu tiên hàng đầu là sức khỏe chứ không phải là công việc. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và luôn ủng hộ kênh Phong thủy Gia Cát. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!